chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cẩu một ngụm đau gãy. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đại minh năm 404, càn nguyên 7 năm. Thanh Châu, Thuận Đức Phủ, Hắc Sơn Thành. Cuối mùa hè gần thu, thời tiết dù vẫn khốc nhiệt, đã có mấy phần thu ý, ẩm ẩm. Điếc tai tiếng sấm từ xa đến gần, dẫm đạp mây đen, từ ám trầm chân trời từ xa đến gần tinh mịn hạt mưa hợp thành tuyến, từ trên xuống dưới, xuyên không mà rơi. Từ xa xa dãy núi, chỗ gần ruộng đồng, cuối cùng, tan mất xám trắng tường thành quay lại hắc sơn thành bên trong, lượt vẩy mặt đất. Dầm dầm tương đương lạnh bút mưa xuân từ mái hiên trượt xuống, đập trên đường phố là số không nhiều bàn đá xanh bên trên, thịt nát xương tan. Lại trời mưa, dương ngục khẽ ngẩng đầu, nhìn qua âm trầm sắc trời, tâm tình cũng không được khá lắm. Hắn mặc miếng vá lỗ rách đều có màu xám áo vải áo, dẫm lên một đôi giày cỏ, nhìn xem cái này mưa to, thân thể cũng có chút phát lạnh. Trời mưa xuống, đừng đi ra ngoài. Đây là ngoại thành cư dân ở giữa lưu truyền sinh hoạt thường thức, chính hắn cũng nghiệm chứng qua, nhưng Ai, bà bà ta bắt đầu làm việc đi. Thở dài, Dương Ngục tiện tay đem trên tường mũ rộng vành lấy xuống mang lên, liền muốn đi ra ngoài hai tử chậm đã điểm tóc hoa dâm lão phụ nhân từ trong nhà đi ra đau lòng cầm tay của hắn đem một quả trứng gà nhét vào trong tay hắn dặn dò hắn trên đường cẩn thận bà bà dương ngục biết chối từ không xong cũng chỉ có thể đem trứng gà mang xác nhét vào miệng bên trong mơ hồ không rõ nói một câu liền đi ra cửa trong lòng cũng khó tránh khỏi có chua sót mình kiếp trước thật không tính là gia đình giàu có thế nhưng chưa bao giờ bởi vì một quả trứng gà vừa đi vừa về nhún nhường được thu dưỡng một năm nay hắn cũng không phải là không có nghĩ tới làm những gì đến cải thiện sinh hoạt cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này thế đạo muốn làm những thứ gì quá khó khăn quẹ tương đương nước mưa bên trong một cỗ hôi thối phủ lên thổ mùi tanh ngang ngược chui vào trong lỗ mũi của hắn để hắn mí mắt cuồng loạn từ khi tới thế giới này trong vòng nửa năm nhất làm cho dương ngục không thể nhịn được cũng không phải là không có điện lưới điện thoại mà là người nơi này không nói vệ sinh tùy chỗ đại tiểu tiện quả thực chỗ nào cũng có lúc bình thường còn tốt một chút mưa chuyện này quả là liền là tai nạn mưa to thanh tẩy hết thảy có thể tùy tiện đem âm u nơi hẻo lánh bên trong một số người xúc bài tiết vật dội rửa ra tràng cảnh kia quả thực là kinh khủng hắn đương nhiên không có bệnh thích sạch sẽ nhưng cái này ai chịu nổi nhất định phải dọn nhà dọn nhà dương ngục cắn răng cẩn thận nhấc chân tận lực đi chỗ cao trong mưa hắc sơn thành người cũng không phải rất ít có người tại trong mưa trà lau thân thể có người tại cọ rửa nông cụ đương nhiên cũng có tắm rửa thùng phân dương ngục nhìn không chớp mắt chân tay co cóng đi qua hẻm nhỏ đường đi xuyên qua quảng trường mới dừng bước lại nội thành đến thấp bé lại sửa chữa đổi mới hoàn toàn tường thành tách rời ra nội ngoại hai thành so sánh ngoại thành nội thành hơi sạch sẽ một chút thoát nước loại hình công trình cũng tốt hơn không ít đến nơi này tốc độ của hắn nhanh hơn không ít không bao lâu liền có thể xa xa nhìn thấy nha môn sư tử đá nha môn rất già cỗi không ít địa phương càng là lâu năm thiếu tu sửa lung lay sắp đổ không ít địa phương thậm chí có cỏ dại nếu không phải đôi kia sư tử đá dương ngục lần đầu tiên tới thời điểm cơ hồ không nhận ra đây là nha môn Nha môn đương nhiên là có tiền, càng không thiếu duy trì tiền, nhưng rõ ràng có thể tiến đụng vào trong túi bên eo của mình tiền, ai sẽ lấy ra xây nha môn? Quan không xây nha, cũng không chỉ là Hắc Sơn Thành làm như vậy. Tiểu ngục tới thật sớm, có người sau lưng lên tiếng chào. Dương ngục quay đầu, đồng dạng áo tơi mũ rộng vành dưới, là một chương đồng dạng gương mặt non nớt. Hắn gọi chu thập tam, giống như dương ngục là cái nha dịch. Ừm, sợ mưa càng rơi xuống càng lớn." Dương Ngục thuận miệng dựng một câu, "Ai, thật hâm mộ ngươi, chỉ cần trông coi khố phòng là được, chúng ta sợ là còn muốn tuần nhai." Chu thập Tam sắc mặt sầu khổ, "Có hâm mộ." Ha ha, Dương Ngục miễn cưỡng cười một tiếng, "Bọn hắn là nha dịch, không phải lại có thể nói xem như lao dịch một loại, cùng lao dịch nghĩa vụ quân sự không cũng không khác biệt gì, thật sự khổ sai sự tình." trước đếm 100 năm, bọn hắn dạng này chẳng những không có tiền công, còn muốn tự chuẩn bị lương khô. Nhưng cứ như vậy công việc, nếu không phải thu dưỡng hắn lão gia tử là cái ngục tốt, cũng căn bản không tới phiên hắn. Không khác, nhà dịch mặc dù là khổ sai, nhưng là có chuyển chính thức khả năng. Tính toán thời gian, mới một nhóm phạm nhân cũng nhanh đưa đến, hy vọng không có cái gì hung nhân, Chu thập Tam có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng hắc sơn thành là một tòa ngục thành thuận đức phủ bên trong phạm nhân hơn phân nửa đều sẽ đưa tới nơi này đợi cho thu được về hoặc là ngay tại chỗ xử trảm hoặc là cùng cái khác phủ phạm nhân cùng nhau áp hướng thanh châu châu phủ những năm qua nhưng có không ít cướp ngục hung nhân nương theo lấy hung hiểm lại cũng là bọn hắn chuyển chính thức hy vọng hy vọng đi dương ngục một mặt thật thà thở dài từ một cái sắp bước vào sân trường đại học luật học sinh biến thành một cái lưu dân hiện tại nha môn cộng tác viên hắn là sụp đổ nhưng hắn cũng không phải cái gì ỉ vào đều không có chiếc kia hư hư thực thực đem mình đưa đến giới này đỉnh lúc này còn như bớt đồng dạng dán tại trên bụng mình đáng tiếc tạm thời không dùng đến hai người câu được câu không hàn huyên vài câu nơi nào lại có bản án ai nhà ai lại có người chết gần nhất nhiễm bệnh nhiều người bắt đầu liên sinh giáo sinh ý tốt không được các loại phần lớn là chu thập tam lại nói dương ngục yên tĩnh nghe không bao lâu điểm danh quan lại đến đánh cái đối mặt liền phối hợp đi làm nhà môn khố phòng cực kỳ thanh nhàn giao tiếp ban dương ngục chỉ một canh giờ liền làm xong một ngày công việc kiếp trước kiếp này văn tự ngôn ngữ tự nhiên khác biệt nhưng toán học lại là thông dụng cái này nha môn khố phòng tiểu nhị đối cứng chuẩn bị chiến đấu quá cao thi hắn tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề làm xong công việc hắn mới từ nơi hẻo lánh xuất ra một cái bao lấy chặt chẽ túi tiền mở ra bên trong là một quyển sách cùng một chút nhỏ bé cục đá hy vọng xứng đáng ta ăn những đá này, nhặt lên một cục đá, dương ngục trong lòng thở dài, mộc nghiêm mặt nhanh chóng nuốt xuống. Thẳng đến cảm nhận được trong thân thể chợt lóe lên gần như không thể phát giác nhiệt lưu, mới tinh thần hơi rung. Nghèo văn phú võ, người nghèo lại nghĩ luyện võ, làm sao bây giờ? Gặm tảng đá, mọi người đều biết một khối nho nhỏ tảng đá đã bao hàm đại lượng muối vô cơ thành phần với hắn người nghèo này mà nói là thượng giai thuốc bổ chỉ cần tảng đá ăn ngon ăn đến nhanh liền có thể trở thành nhân sinh bên thắng võ lâm cao thủ không phải là mộng đây đương nhiên là không thể nào tảng đá ăn nhiều sẽ chỉ xa dạ dày dương ngục không có tự ngược đam mê sở dĩ cục đá làm đồ ăn vặt ăn tất cả đều là bởi vì chiếc kia đỉnh cái đỉnh này mở ra cần năng lượng mà cái này năng lượng nơi phát ra thế mà chỉ cực hạn tại bùn đất tảng đá vì mở ra cái đỉnh này hắn đã ăn một năm hòn đá liền tảng đá hắn lật ra trên bàn sách tại cái này phần lớn người đều chưa đi ra trăm dặm địa giới niên đại đọc sách là hắn ngoại trừ tử quán người viết tiểu thuyết bên ngoài duy nhất có thể hiểu thế giới này con đường trong một năm, hắn cũng mượn tới vài cuốn sách, đối với thời đại này có cái bước đầu hiểu rõ. Đáng tiếc, lại không phải hắn biết rõ bất kỳ triều đại nào. Đại Minh năm 404, Càn Nguyên 7 năm, Thanh Châu, Thuận Đức phủ. Thật là thế giới hoàn toàn xa lạ a, à. thở thật dài một cái, Dương Ngục thu hồi sách, chuẩn bị kết thúc buổi sáng công việc cái này đột nhiên nghe được khố phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng ồn ào nương theo lấy từng tiếng hấp khí kinh hô lại người chết dương ngục vừa đem sách khép lại cũng không để ý ai hất lên áo tơi toàn thân ướt sũng chu thập tam đã xông vào khố phòng oán giận trong nha môn khắp nơi hố nước thần sắc lại có chút né tránh ai chết rồi dương ngục đem sách cất kỹ đứng người lên tiểu ngục ngươi người muốn nén bi thương a à, lão gia tử nhà ngươi hắn chu thập tam hạ giọng mặt lộ vẻ không đành lòng cái gì nén bi thương người nói bậy bạ gì đó dương ngục trong lòng lộp bộp một chút đứng lên không khỏi có chút bối rối nhớ tới vị kia chỉ gặp qua một lần liền áp giải phạm nhân đi thanh châu ngục tốt lão gia tử Hắn một thế này không cha không mẹ, may mắn bị Dương bà bà thu dưỡng, tính toán ra, cái kia vốn không che mặt lão gia tử, xem như hắn dưỡng phụ. Lão gia tử nhà ngươi hắn xảy ra chuyện, trước đó ta xem lại các ngươi trong tộc có người tới nha môn, sợ cũng là được lão gia tử tin chết. Không, không đúng, hẳn là, hẳn là mất tích tin tức. Chu thập Tam thấp giọng nói, có chút không dám nhìn Dương Ngục con mắt. Mất tích tương đương chết, trong nhà môn người đều biết. Sở dĩ báo thành mất tích là bởi vì chết muốn trợ cấp. Mất tích không cần, sao lại thế? Dương Ngục cổ họng phun trào, trong lòng có chút đau buồn. Mới tới giới này mình ngơ ngơ ngác ngác, nếu không phải vị lão nhân này thu lưu mình, chỉ sợ lưu lạc làm ăn mày mình đã sớm chết a, à? hừ khố phòng bên ngoài lại truyền đến quát lạnh một tiếng một cái thiết tháp cũng giống như trung niên nhân bước vào khố phòng lạnh lùng nhìn lướt qua chu thập tam còn dám nói lung tung lão tử rút đầu lưỡi của ngươi vương bộ đầu chu thập tam câm như hến dọa đến chân đều mềm nhũn mấy phần bắt được đây là lão dương đao thiết tháp cũng giống như trung niên nhân khoát tay một thanh mang theo dỉ sắt vị đao gãy đã đến dương ngục trong tay đau này tiếp nhận đau dương ngục thân thể run lên lão dương hắn là thật mất tích lạnh lẽo cứng rắn nói một câu gặp thiếu niên này cầm thân đau từ run dày bộ dáng cũng không khỏi trong lòng thở dài đã mất đi trụ cột đối với dạng này một gia đình tới nói nhưng nói là tai họa ngập đầu nhất thời hắn có chuyện cũng không nói ra miệng chỉ có thể nói câu trợ cấp sự tình có ta xoay người rời đi vương bộ đầu đi thong thả chu thập tam nhẹ nhàng thở ra lại lo lắng nhìn thoáng qua dương ngục quay đầu cũng đi thanh đao này dương ngục lại tựa như không có để ý hai người thái độ cùng rời đi thần sắc hoảng hốt tự mình lẩm bẩm hắn một cái tay cầm đao gãy một cái tay lại bưng kín ngực nóng đốt nóng hồi chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu bạo thực chi đỉnh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhân sinh giữa thiên địa, như trắng câu chi tội khe hở, bỗng nhiên mà thôi. Động lòng người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn, trung quy là có người có thể trên thế gian lưu lại độc thuộc về dấu vết của mình. Có người lấy thư quyển làm vật trung gian, túng ngàn vạn năm trôi qua, vẫn có thể thấy được chữ như mặt. Có người ký thác tưởng niệm ở phía sau thân người bên trên, thương hải tăng điền, vẫn có ý chí truyền thừa. Thanh đao này, liền cùng loại với loại này vật dẫn yên lặng như tờ, nắm chặt cái này miệng đau gậy chớp mắt, dương ngục đã nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, như cuồng chiều ký ức mãnh liệt mà tới. Tán toái mà hỗn loạn, nhìn không rõ. Hỗn loạn ký ức như đèn kéo quân lưu chuyển, một hồi lâu, mới dần dần trải vuốt thành hắn có thể lý giải văn tự, hình thức hiện ra tại trước mắt của hắn. Thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn. Đào gãy, đẳng cấp, kém, hạ phẩm chất có thể chung đánh giá, bình thường 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 không có gì lạ, có lẽ có nho nhỏ kinh hỉ ăn chi nhưng phải một chút đao pháp kỹ xảo, trước mắt luyện hóa tiến độ không phần 100, phải chăng bắt đầu luyện hóa. Rốt cục mở ra sao? Dương Ngục tinh thần có chút hoảng hốt, buồn vô cớ lại quá nhiều, bạo thực chi đỉnh mở ra kinh hỉ nghĩ đến con kia gặp qua một lần, lại đem mình từ nhiều lần chết bên trong kéo về lão gia tử, cùng vị kia đem mình làm con trai hỏi han ân cần lão phụ nhân. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, thật lâu, triệt để tiêu hóa trong đầu ký ức, dương ngục mới miễn cưỡng bình phục tâm thần, lực chú ý rơi vào duy hắn có thể thấy được bạo thực chi đỉnh bên trên. hắc trong đỉnh, ẩn có thể thấy được một ngụm đau gãy. Luyện hóa, là chỉ cái này miệng đau gãy sao luyện hóa thanh đau này liền có thể đạt được lão ra từ một chút dùng đau kỹ xảo nhìn xem trường đau trong tay dương ngục chỉ cảm thấy có chút khó tin một người sở học tri thức cùng kỹ nghệ cho tới bây giờ ngày hôm đó đêm khổ đọc từng giờ từng phút tích lũy mình chỉ cần luyện hóa liền có thể có được thử một lần Dương Ngục hít sâu một hơi, đem đau gãy cất kỹ, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, lại nhìn một hồi lâu sách. Thẳng đến nỗi lòng triệt để bình tĩnh trở lại, mới hội tụ tinh thần đến ngực kia đã từ thanh biến thành màu đen, bạo thực chi đỉnh, bên trên. Luyện hóa, oanh, trước mắt quang ảnh biến hóa, trong chớp mắt, giống như đổi một chỗ thiên địa. Dương Ngục lung lay đầu, bốn phía đen ngòm một mảnh, duy nhất ánh sáng liền trên tay hắn, kia là một ngụm đau gãy. Chờ chút, Dương Ngục hoảng hốt hoàn hồn, nhìn xem bốn phía cực giống như nắp đỉnh không gian, lại nhìn xem trong tay mình đau gãy. Không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu cái này cái này cái gọi là luyện hóa không phải là để cho ta ở chỗ này luyện đau a à, cái này không đúng dương ngục lập tức trợn tròn mắt cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống nếu như cùng hắn nghĩ đồng dạng cái này miệng đau gãy trên là lão gia tử dùng đau tâm đắc vậy mình như thế luyện đau đến luyện tới khi nào đi nhưng vô luận dương ngục thế nào kêu gọi đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào không làm sao được hắn cũng chỉ có thể dơ đau lên bắt đầu luyện tập cái này nhất cử đau hắn phát hiện dị dạng theo cái này miệng đau gãy vung vẩy trong đầu của chính mình liền sẽ hiện ra tương tự ký ức kỹ xảo để hắn để mà so sánh đồng thời một sợi ánh sáng nhạt hiện lên ở đen nhánh nắp đỉnh phía trên luyện hóa nguyên liệu nấu ăn đau gãy bên trong trước mắt tiến độ không phần một trăm thật sự là dạng này Dương Ngục có chút choáng váng, khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ tới vô số loại bạo thực chi đỉnh, mở ra sau khả năng, lại đơn độc không nghĩ tới sẽ là như thế một loại tình huống. Nhưng không còn cách nào khác phía dưới, cũng chỉ có thể cắn răng, đối chiếu trong óc ký ức tại cái này hắc ám bên trong vung đao. Một đao lại một đao cũng không biết chảy qua bao lâu tại nắp đỉnh phía trên tiến độ lần nữa nhảy một cái đến mười thời điểm dương ngục mới từ vô số lần vung đao bên trong lui ra ngoài lại lần nữa cảm giác được ngoại giới suy yếu đỡ đói u ám lại cảm giác này rất giống là say rượu chưa tỉnh lại làm một đêm ác mộng trong lúc nhất thời dương ngục cơ hồ liên thủ cũng không ngẩng lên được trước mắt càng là trận trận biến thành màu đen hỏng bét đây là đi qua bao lâu dương ngục trong lòng khẩn trương cái này một trận mang theo tiếng khóc nước nở nói nhỏ âm thanh truyền vào trong tai của hắn liên sinh lão mẫu ở trên cầu ngươi phù hộ ta đáng thương ngục nhi sớm một chút tỉnh lại đi chỉ cần con ta chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu ăn người thế đạo nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com ánh dạng đông tảng sáng một vòng mặt trời đỏ từ đông mà lên, chỉ riêng tuần tứ phương, chiếu sáng thiên địa, quét tới mấy ngày liền mưa to mang tới vẻ lo lắng. Luyện hóa sẽ tiêu hao ta thể lực, thể lực hao hết cũng sẽ không đình chỉ, mà là muốn đạt tới cái nào đó mục tiêu. Sơ bộ phỏng đoán, là mỗi lần mới tiến độ. Nhưng cũng khó nói, chứng cứ duy nhất bất lực, còn chờ nếm thử nghiệm chứng, mù quáng chém vào sẽ không tăng trưởng tiến độ, là vô dụng công. 10 tiến độ có lẽ tương đương với lão gia tử luyện đao 3 năm, trong hiện thực luyện đao cũng sẽ gia tăng tiến độ, nhưng hiệu quả kém xa bạo thực chi đỉnh, luyện hóa. Lại đao gãy bản thể cũng không biến mất, bạo thực chi đỉnh sẽ phai màu, có lẽ tiến độ đầy liền sẽ biến trở về nguyên bản nhan sắc như vậy, giải quyết như thế nào ăn đất vấn đề. Chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cẩu quỷ đầu đại đao. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Hắc Sơn thành có trong ngoài hai thành, nội thành liền là Hắc Sơn thành nguyên bản thành khu, ngoại thành thì là phụ cận nông thôn nhiều năm qua di chuyển mà đến hỗn hợp chi địa. Chẳng những bẩn mà lại loạn, ban ngày còn tốt, màn đêm vừa xuống, ngoại thành nhưng không có mấy người dám một mình đi ra ngoài. Dương Ngục tại nha môn bắt đầu làm việc, mặc dù chỉ là cái cộng tác viên cũng không tính nha dịch thế nhưng không ít nghe giết người cướp của sự tình là lấy vừa đến trạng vạng tối theo dõi người rời đi dương ngục liền cất khế nhà khế ước dẫn theo đao gãy liền đi ra cửa mấy ngày trước đây mưa to vết tích còn tại mặt đường vẫn có một ít vũng bùn dương ngục cẩn thận xuyên qua ngõ nhỏ tránh đi du đãng tại đường phố bên trong lưu manh hướng về nội thành đi đến ngoại thành thế lực có không ít còn có liên sinh giáo dạng này nhân số đông đảo đại giáo phái nhưng không thể cùng bọn hắn giao dịch dương ngục bình tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ lấy thời gian một năm đầy đủ hắn đối hắc sơn thành có cái đại khái hiểu rõ so với hỗn loạn ngoại thành nội thành tốt hơn không ít chỉ ít tướng ăn sẽ không khó coi như vậy ô ô tương đương trên đường dương ngục ẩn ẩn có thể nghe được có người khóc thút thít thanh âm không ít người nhà treo vải trắng lại người chết dương ngục trong lòng thở dài bước nhanh hơn xác thối chi địa tất có kền kền xoay quanh ăn tuyệt hậu không đơn độc là nhà hắn sẽ đụng tới đuổi tại nội thành đóng cửa trước đó dương ngục tiến nội thành quen thuộc chuyển qua mấy con phố đi vào một chỗ hẻm nhỏ xuyên qua một năm nay hắn cũng không phải cái gì đều không có làm một có thời gian rảnh rỗi không phải đi trường dạy vỡ lòng dự thính học chữ liền là tới nơi này học võ Đương nhiên, đó cũng không phải một nhà võ quán, lấy nhà hắn nội tình, nhưng chả không nổi cao học phí. Người người đều biết nghèo văn phú võ, nhưng trên thực tế, vô luận văn võ cùng người bình thường đều không có quan hệ gì. Đông 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 tương đương cửa không khóa, dương ngục vẫn là gõ cửa một cái, mới gión rén đi vào sân nhỏ. Người lưng có xương 24, hoặc bởi vì nam nữ lão ấu mà có khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm, cầm đao chảm đầu, cần nhận xương, đây là tay nghề, cũng là từ bi. Người chết vạn sự tiêu, người phạm có tội tự có vương pháp điều luật, chúng ta phụng mệnh làm việc, không tổn hại âm đức, vô hại thiên lý, chỉ là phải nhớ đến. Một đao, chỉ có thể cũng nhất định phải một đao một đao là hành pháp, hai đao, đó chính là ngược sát, chính xác muốn tổn hại âm đức, thương thiên lý. Cái này, liền là chúng ta nghề này lớn nhất quy củ. Màu xám trắng tường viện bên trong, một đám thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, hai tay cầm đao gỗ lập tức thủ đoạn thân đao đều có hòn đá rơi. Ngày mùa thu đã lạnh, trạng vạng tối lạnh hơn, mấy người lại đều mồ hôi tí tách một lão giả ngồi tại chiếc ghế bên trên, định thần nhìn một đám thiếu niên, thỉnh thoảng khiển trách. Lão giả này tuổi tác không nhỏ, mũ trùm hạ sợi tóc đều đã xám trắng một mảnh, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nếp nhăn, trong ngực của hắn, ngồi sổ một lông tóc xám trắng không ánh sáng khỉ già. Khô cạn tay già, không ngừng vuốt ve khỉ già phần gáy. Hô, Dương Ngục đứng tại ngoài viện không có tiến lên, yên tĩnh nghe ngụy lão đầu răn dậy đệ tử cái này chân thọt ngụy lão đầu tại hắc sơn thành thế nhưng là đại đại hữu danh nghe nói hắn tuổi trẻ lúc liền cùng hương nhân cùng đi tham quân trọng thương sau khi trở về lại làm quái tử thủ bây giờ hắc sơn thành một chút quái tử thủ đều là hắn đồ đệ không tính hắn tham quân vẻn vẹn là những năm này bị hắn tự tay chém đầu liền đem gần trăm người là chân chính nhân vật hung ác dương ngục không nói chuyện an tĩnh nhìn xem những thiếu niên này luyện đao những này thanh niên có thể so sánh hắn tới sớm, luyện lâu đều có 7-8 năm, thiếu cũng có 3-4 năm. 3 năm làm việc vặt mới có thể sách đao gỗ, đây là ngụy lão đầu quy củ. Dương ngục tính toán đâu ra đầy cũng chưa tới một năm, tự nhiên là gian dậy nghe một bụng, đau còn không sờ qua một chút thật tốt luyện đi ta những vật này các ngươi nếu là học xong nhiều không nói chỉ ít ba bữa cơm ấm no có ngói che đầu nếu không được cũng không trở thành lưu lạc đầu đường ăn đất ngụy lão đầu không chút hoang mang khiển trách đệ tử cuối cùng cũng nhìn lướt qua dương ngục lưu lạc đầu đường ăn đất dương ngục cười khổ cái này nói không phải liền là hắn sao hơn một năm trước hắn từ đây thế tỉnh lại trở thành một cái không cha không mẹ đứa bé ăn xin nếu không phải bị lão dương đầu vợ chồng thu dưỡng hắn cơ hồ thật chết đói ngoài thành người nhanh chết đói thật sự là cái gì cũng biết ăn hắn là thật nếm qua thổ rất nhiều người không nhìn chúng chúng ta cái này nghề nhưng chúng ta nghe lệnh làm việc dựa vào bản sự ăn cơm nào có cái gì nhận không ra người lão ngụy đầu đứng lên ôm khỉ dạo bước một cước sâu một cước cạn nghĩ trong phòng đi ăn cơm không khó coi để lão phụ mẫu chết đói đầu đường kia mới gọi cái khó coi dương ngục sắc mặt ngây ngô yên lặng đuổi theo có lời cứ nói ngụy lão đầu hơi vung tay khỉ già chi chi kêu vài tiếng chui lên trong viện lão hòe thụ bên trên liền biết không thể gạt được lão sư, trong phòng tia sáng càng thêm ảm đạm, dương ngục có chút cúi đầu cười khổ, đem mình ý đồ đến nói rõ. Dư quang đảo qua trong phòng bầy sức, rơi vào trong phòng chính giữa bản án bên trên. Bản án bên trên, đặt ngang một thanh không vỏ đại đao. Đao kia mậu mới, lưng dày mặt rộng, chuôi đao chỗ chạm khắc có quỷ đầu, tuyết trắng trong trẻo, lại khó nén máu tanh mùi vị, nhìn đến làm người sợ run dương ngục nhận ra thanh đao này liền là ngụy lão đầu cầm chi trảm thủ gần trăm chém đầu đao ngày bình thường ngụy lão đầu coi như chân bảo tuyệt không chịu để người bên ngoài đụng tới dù là một chút trong ngày thường dương ngục mặc dù hâm mộ nhưng cũng không có cái gì tâm tư nhưng lúc này đảo qua trong lòng không khỏi liền nhảy lên cái này miệng quỷ đầu đại đao có thể hay không cũng là nguyên liệu nấu ăn ha ha tương đương ngụy lão đầu nâng chung trà lên ngồi nghiêm chỉnh nghe vậy không mặn không nhạt trả lời một câu dương gia tính không được cái gì nhưng lão phu dựa vào cái gì muốn mua lại những này đồng ruộng bất động sản đồ gây phiền toái đâu không phải mua là đưa dương ngục từ bỏ may mắn cắn răng một cái trực tiếp đem khế nhà khế đất cùng nhau xuất ra trực tiếp đập vào trên mặt bàn ngụy lão đầu liền là hắn đã sớm nghĩ kỹ giao dịch đối tượng vừa đến cái này ngụy lão đầu căn bản sẽ không sợ dương ra những cái kia thân thích thứ hai mình rốt cuộc tại bọn họ hạ học nghệ dù không tính là sư đồ đến cùng có mấy phần hương hòa tình tại so với người khác trung quy tốt hơn không ít Ô, oh, ngụy lão đầu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua dương ngục chợt cười lạnh. Đến cùng là con bán ra ruộng tâm không thương. Lão dương đầu góp nhặt những vật này, có thể dùng hơn nửa đời người, đồ vật lại nhiều, thủ không được cũng không có một chút tác dụng nào, dương ngục ngược lại là cực kỳ thanh tịnh. Cùng nó bị mấy cái kia cái gọi là thân thích ăn xong lau sạch, hắn tình nguyện đem những này đồng ruộng tặng người, làm một cái đối với mình có lợi giao dịch ngụy hà đệ tử một đống lớn hắn cũng không tin lão đầu tử này thật sự không giữ thể diện mặt lấy không những vật này lão phu ngược lại là coi thường ngươi tiểu tử này ngụy lão đầu đặt chén trả xuống nhìn thật sâu một chút dương ngục đối với cái này bái nhập môn hạ của mình tiểu tử ngụy hà ấn tượng cũng không sâu nhớ kỹ rõ ràng nhất vẫn là tiểu tử này đã từng nếm qua thổ lúc này ngược lại là thật hơi kinh ngạc dương ngục cúi đầu không nói một lời ừm ngụy hà nhặt lên khế ước suy nghĩ một chút về sau mở miệng người đến cùng gọi ta một tiếng lão sư lão phu đương nhiên sẽ không lấy không ngươi những vật này dạng này ngươi kia hai năm học đồ trực tiếp miễn đi bắt đầu từ ngày mai cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện đau đi hô trong lòng cự thạch rơi xuống đất dương ngục lúc này mới thở dài một hơi vâng sư phó chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu ổn, chuẩn, hung ác. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trăng sáng sao thưa, trong phòng khách, Dương Ngục thật lâu không ngủ, dứt khoát xoay người ngồi dậy, lấy ra đao gãy, bắt đầu diễn luyện đao chiêu. Nói là đao chiêu, cũng không chính xác. Sao cơ sở càng làm cơ sở hơn sở đồ vật tỉ như cầm đao cầm đao có chính nắm cầm ngược trái nắm phải nắm nhưng nắm các loại chủng loại căn cứ mỗi một loại cầm đao phương thức mới có cơ bản chỗ đứng cùng kỹ xảo dương ngục tự nhiên là chính cầm đao chuôi hồ tương đương đao gãy lướt qua chiếu vào trong phòng ánh trăng dương ngục ánh mắt sáng tỏ rất nhiều kỹ xảo như in dấu vào trong đầu lúc nào cũng có thể đối chiếu đáng tiếc không nhìn thấy thanh tiến độ, không nhanh không chậm đem trong đầu kỹ xảo từng cái sử xuất, dương ngục theo bản năng nhìn thoáng qua vách tường, không phải không có tiếc nuối nghĩ đến. Nhưng không bao lâu, hắn đã đắm mình vào trong, quên đi việc vặt vãnh. Thẳng đến thân thể truyền đến trận trận đau nhức thời điểm, hắn mới giật mình, thiên cư nhưng đã phát sáng lên. Cái này một đêm trôi qua rồi, dương ngục vung lấy tê dại một mảnh bàn tay, trong lòng có chấn động. Hắn cực kỳ vững tin mình trước đó là tuyệt đối không có dạng này chuyên chú độ. Trước kia hắn liền xem như rất muốn làm thành chuyện nào đó, vẫn là sẽ nhịn không được đào ngũ. Mặc dù không phải 3 phút nhiệt độ, thế nhưng không có khả năng chuyên chú đến loại tình trạng này. Là trước kia, luyện hóa tăng lên ta chuyên chú độ, Dương Ngục một bên thư giãn lấy gân cốt, một bên suy đoán ở trong đỉnh hắn cảm giác không thấy mệt mỏi cũng vô pháp tính theo thời gian lúc này ngẫm lại mình chỉ sợ kéo dài thật lâu một đoạn thời gian cái này có lẽ không phải mình trở nên chuyên chú mà là quen thuộc không khỏi hắn lại nghĩ ở đây nếm thử luyện hóa nhưng bây giờ không phải là thời điểm vạn nhất có hôn mê mấy ngày coi như cực kỳ phiền toái ngụy lão đầu môn hạ học võ cũng không khắc nghiệt chế độ thậm chí có thể nói rất là tản mạn lúc nào đến khi nào thì đi lúc nào luyện ngụy hà một mực mặc kệ phần lớn thời gian hắn đều là ôm khỉ già giống như ngủ không phải ngủ tựa ở trên ghế dựa lớn nhưng một khi cái nào luyện sai lại sẽ kịp thời lên tiếng quát lớn dương ngục lại biết đây cũng là không có cách nào ngụy hà đây rốt cuộc không phải võ quán đến hắn cái này học võ đều là quất lấy thời gian ở không tới phần lớn thời gian vẫn là phải bắt đầu làm việc có thể mỗi ngày đều đến luyện hơn mấy canh giờ cũng liền như vậy tầm hai ba người mà thôi giống dương ngục trước đó một tháng có thể đến ba năm ngày đã coi như là không tệ bây giờ lại có sư đệ nhập môn lão phu liền lại vì các ngươi giảng trên hai câu dương ngục mới đi đến trong nội viện liền nghe được ngụy lão đầu thanh âm bận bịu tăng tốc bước chân đi đến mấy cái sư huynh đệ đằng sau đứng vững ngụy hà buông ra khỉ già chân thọt dạo bước nâng lên hạ xuống có câu nói là quyền cước quen mới tiến binh khí nhưng các ngươi hơn phân nửa không có điều kiện này học quyền cước so binh khí hao phí cũng lớn hơn nhiều dương ngục ngưng thần lắng nghe biết ngụy lão đầu nói là cho mình nghe muốn luyện quyền cước không nói cần rượu thuốc dược cao dầu thuốc vẻn vẹn là mỗi ngày cần bồi bổ liền không phải là các ngươi gánh nổi ngụy hà thanh âm cũng không lớn trong tiểu viện cả đám nhưng cũng nghe được rõ ràng có người liên tục gật đầu nhưng dương ngục lại là rõ ràng luyện đau cần thiết tốn hao cũng rất là không nhỏ khỏi cần phải nói một ngụm phổ thông đao, trào giá liền phải ba lượng bạc lấy hắn tại nha môn làm việc vặt tiền tháng đến hai năm không ăn không uống mới mua được mà cái này còn không tính thông thường bảo dưỡng Binh khí, là cần bảo dưỡng, cũng không chỉ là không cần thời điểm ném một bên, dùng thời điểm mai mai một cái. Đã vào lão phu cược, các ngươi chắc hẳn cũng biết, lão phu binh nghiệp xuất thân, chém người đầu lên nhà, như vậy, có thể giao cho các ngươi cũng liền những vật này. Ngụy Hà Nhàn nhạt đảo qua một đám đệ tử, trên người dương ngục ngừng một cái chớp mát. Sư phó nói gì vậy? Cái này hắc sơn thành cái nào không biết ngài uy danh? có thể học được ngài vạn nhất, đệ tử coi như hưởng thụ không hết, như vậy rõ ràng thúc ngựa, để cả đám không khỏi nhìn lại. Dương Ngục quay đầu, nói chuyện chính là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người khôi ngô trung niên đại hán, hắn nhận ra, đây là ngoại thành hồ đồ tể, hồ vạn. Cũng là mỗi ngày đều có thể đến luyện võ tầm hai ba người một trong trên chiến trường cũng được, mất đầu cũng tốt, đều không cần nhiều như vậy lòe lòe chiêu thức, các ngươi chỉ cần chế trụ, ổn, chuẩn, hung ác, ba chữ, như vậy, đặt chân Hắc Sơn nghĩ đến không phải vấn đề gì. Ngụy Hà vẫy tay một cái. Tới người, ai, ta đây tới, kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn hồ vạn đã cái thứ nhất xông về phía trước tiến đến, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn đã cứng đờ. Ai, ai u, sư phó, ngài nhẹ lấy điểm, tê. Khí lực thật là lớn. Dưới trận dương ngục lấy làm kinh hãi, vóc người này khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sợ không phải đến 200 cân trên dưới đại hán. Cứ như vậy bị ngụy hà kia khô cạn nhỏ gầy lão đầu dẫn theo phần gáy cho nhấc lên. Ổn chữ không cần nhiều lời, các ngươi cắt những năm này đậu hũ, có thể nhập môn, phần lớn cũng là có như vậy mấy phần tiếp xuống, muốn nói, là chuẩn, ngụy hà một tay nhấc lấy hồ vạn, một tay trên dưới khoa tay lấy. Một đao có thể tiết kiệm ba phần lực tuyệt không lãng phí một phần công. Người trên thân có xương hơn 200, có cứng rắn, có so sánh mềm, như cùng người chém giết, một đao chém vào đỉnh đầu hoặc là chém vào dưới cổ hai ba xương, đó cũng là tuyệt không giống nhau. Ngụy Hà chậm rãi mà nói, nói lên cái này, cái này tiểu lão đầu hai mắt đều trở nên sáng lên. Nói tốt có đạo lý, Dương Ngục nghe được ghê răng, lão đầu tử này tuyệt đối là cái hung nhân. Cầm đau tay muốn ổn, chém vào cũng muốn chuẩn, Ngụy Hà chỉ trỏ, nói nơi nào xương cốt cứng rắn, nơi nào xương cốt mềm, nơi nào thụ lực, nơi nào không thụ lực. Hắn nói đạo lý rõ ràng, dưới trận không ít người lại là nghe toàn thân không được tự nhiên, cũng bao quát Dương Ngục. Đây chính là giết người biện pháp, nói hình như là thái thịt đồng dạng sư, sư phó, nhanh, mau thả ta xuống tới, ngụy hà một trận dạy học, hồ vạn lại là rốt cuộc không chống nổi, tràn đầy giữ tợn mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy cổ đã không phải là của mình. Tuổi còn nhỏ, ăn không được một điểm khổ, ngụy hàm mặt mo trầm xuống, đem hồ vạn vứt trên mặt đất. Khục, khụ khụ tương đương tương đương tương đương, cái này khôi ngô hán từ một trận ho khan, kém chút không thở trên khí đến, trong lòng sau một lúc hối hận, chính mình xem náo nhiệt gì được rồi bị cái này quấy dày một cái ngụy hà cũng mất hứng thú nói chuyện khoát tay chặn lại nói hồ vạn nơi này ngươi rảnh rỗi nhất ngươi liền đem ngươi dương ngục sư đệ đưa trở về đi nói đến chỗ này lại ngừng lại một chút ăn cơm tối lại về nhà ngươi a à, hồ vạn hơi nghi hoặc một chút nhưng gặp ngụy hà nhìn mình lom lom liên tục không ngừng đáp ứng xuống tạ sư phó dương ngục cúi đầu sinh lòng cảm kích đi thôi, hồ vạn xoa cái cổ, một trận nhe răng trợn mát. Tiểu tử này một đêm cũng chưa trở lại. Nội thành ngoài cửa thành, mấy cái hán tử ngồi xổm ở ven đường, thần sắc bực bội không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một cái trai trai tiểu tử lại dám chạng vạng tối ra đi dạo, mà lại cả đêm không về, còn không có bị nội thành tuần thú đuổi ra cửa. Hát, lục ca, tiểu tử kia ra một hơi có vẻ nhỏ gây tiểu tử ánh mắt sáng lên nhìn về phía cửa thành để lão tử đợi nửa ngày tiểu tạp chủng này vương lục cười gần đứng dậy chờ một chút lục ca chờ một chút vương lục đang muốn tiến lên thình lình bị tiểu đệ một cái lôi kéo trở lại trợn mắt nhìn tên nhỏ con khẩn trương nuốt ngụm nước bọt bắp chân đảo quanh ngươi ngươi nhìn tiểu tử kia bên người kia một thân lông có phải hay không hồ đồ tề chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu thay máu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hồ vạn rất có tiền đây là dương ngục đối vị này hồ sư huynh ấn tượng đầu tiên hắc sơn ngoại thành có tam đại thành khu mỗi cái thành khu có một đồ tề hồ vạn đúng là hắn chỗ thành khu đồ tề chẳng những chính mình khôi ngô tựa như một đầu lông gấu thủ hạ hai ba mươi cái tiểu nhị cũng đều cao lớn vạm vỡ khổng vũ hữu lực Liền xem như ngoại thành một chút tiểu bang phái cũng đều không dám trêu chọc bọn hắn. Hắc vừa ra nội thành cửa lớn, Dương Ngục liền nghe được nhà mình vị này Hồ sư huynh buồn cười một tiếng. Dương sư đệ, ngươi đây là bị để mắt tới a, Vương Lục, những người kia đường hoàng ngồi xổm thủ tại chỗ này, Dương Ngục tự nhiên cũng nhìn thấy, hơn nữa còn nhận ra trong mấy người vóc người cao nhất cái kia, gọi Vương Lục là hôm đó đi nhà hắn phụ nhân kia nhân tình, ngày bình thường đánh gà mắng chó, là bọn hắn khối kia nổi danh hỗn bất lận. Nhìn, hồ vạn hắc hắc cười một tiếng, rộng mở cuống họng liền gọi lại chuẩn bị chuồn đi mấy cái lưu manh. Cháu trai, tới ra ra cái này. Vương lục mấy người thân thể đều là cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Vương Lục gặp qua Hồ Đại Ca, Đại Ca cũng là ngươi kêu. Nói còn chưa dứt lời, Hồ Vạn quạt hương bồ cũng giống như đại thủ đã đắp lên Vương Lục trên mặt máu mũi lẫn vào răng bay ra ngoài. Gọi Hồ ra, ái trà trà tương đương, Vương Lục bị một chút đánh ngã, kêu khóc gào. Hồ, Hồ ra, ngươi, ngươi vì sao đánh ta, thế nào? Ra ra đánh không được ngươi. Hồ Vạn lại là một cước, vương lục ủng ục ục lăn vài vòng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, kém chút bị một cước đá chết. Còn lại mấy cái lưu manh nhìn hai cỗ run run, đừng nói lên, chạy cũng không dám chạy. Bọn hắn cũng liền bắt nạt một chút người thành thật, gặp được Hồ Vạn dạng này lớn đồ tể, nơi nào kiên cường bắt đầu. Ra ra, Hồ ra ra, đừng, đừng đánh. Vương Lục bị đánh cho hồ đồ, nằm dạp trên mặt đất không ở cầu xin tha thứ, đũng quần đều ướt một mảng lớn. Heo chó đồng dạng đồ vật cũng dám ăn người tuyệt hậu. Hồ vạn một mặt căm ghét, phát hoàng cục đàm nôn vương lục một mặt, lại một cước đem nó đạp bay lên. Cút mẹ ngươi, vương lục một trận rên rỉ, lại là ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Bị hai cái lưu manh mang lấy, rú thảm lấy chật vật mà đi tạ ơn hồ sư huynh, dương ngục vội ôm quyền đạo tạ, trong lòng cũng cảm giác hà giận. Tạ cái gì? Ta cũng liền giúp ngươi cái này nhất thời, loại này heo chó dạng đồ vật là khó dây dưa nhất, muốn giải quyết còn phải xem chính ngươi, hồ vạn khoát tay chặn lại. Muốn tạ, liền tạ lão đầu tử đi. Dương ngục gật gật đầu, trong lòng cũng là nhấc lên cẩn thận. Hắn cùng Hồ Vạn Bất quá gặp qua vài lần, lần này xuất thủ cũng là bởi vì Ngụy Hà dặn dò, muốn giải quyết uy hiếp vẫn là phải xem chính mình. Cũng là không cần quá lo lắng. Gặp Dương Ngục không nói lời nào, Hồ Vạn lại nói: "Những này lưu manh hơn phân nửa nhà nghèo, dựa vào cái hung ác chữ pha trộn. Chờ luyện tâm vài ngày, bọn hắn cũng không dám trêu chọc ngươi." một đường đi tới, Dương Ngục cũng không bỏ qua cơ hội này, hướng Hồ Vạn Thỉnh giáo lấy đao pháp kỹ xảo, cũng nghe ngóng lấy ngoại thành một ít chuyện. Đợi đến đi qua mấy con phố, nhanh đến quảng trường thời điểm, Hồ Vạn đột nhiên dừng bước, lôi kéo Dương Ngục liền chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ. Ừm, Dương Ngục sững sờ, lập tức nhìn thấy trên quảng trường không biết lúc nào dựng thẳng lên một cái đài cao, một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt lão đạo, tại nhắc tới cái gì? dưới đài cao một đám người hoặc đứng hoặc ngồi bọn hắn trẻ có già có có nam có nữ lại đều không phát một tiếng nhìn qua cực kỳ quỷ dị cái này ngoại thành đợi ghê gớm đợi ghê gớm hồ vạn miệng bên trong nhắc tới sắc mặt có chút không dễ nhìn mẹ ngươi ngay cả lão tử huynh đệ đều bị kéo vào đi tà môn tà môn hồ vạn liền nói hai cái tà môn lôi kéo dương ngục liền đường vòng lại là ngay cả đối mặt cũng không dám đánh hồ sư huynh rất sợ cái này liên sinh giáo dương ngục trong lòng hơi động hơn nửa năm này bên trong hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người căm ghét liên sinh giáo những người còn lại bao quát hắn bà bà tại bên trong đều cảm thấy cái này giáo phái trị bệnh cứu người là cái thiện giáo dần già hắn đều kém chút cho là mình quá đa nghi lúc này gặp hồ vạn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhịn không được đặt câu hỏi lão tử sẽ sợ hắn. Hồ vạn sầm mặt lại, thề thốt phủ nhận, đảo qua bốn phía, mới hạ giọng nói. Cái này liên sinh giáo, cực kỳ tà môn, bọn hắn không phải trị bệnh cứu người sao, dương ngục giả vờ không hiểu. Đốt mấy chương phù liền có thể trị bệnh cứu người. Có bản sự, không đi cho hoàng đế lão tử hiệu lực, chạy tới cho chúng ta những này khổ cắp cáp xem bệnh. Hồ vạn hắc hắc cười lạnh vài tiếng, nói chúng ta ngoại thành năm nay bởi vì bệnh mà chết người, có thể so sánh những năm qua 3 năm năm còn nhiều, cũng đều là người trẻ tuổi. Ha ha, nói đến đây, Hồ Vạn đột nhiên im ngay, Dương Ngục đột nhiên ngẩng đầu, mới thấy hẻm nhỏ bên ngoài, một cái xuyên tựa như đốt giấy để tăng dạng người áo trắng mang theo một đội người trải qua. Cầm đầu, còn nhìn lướt qua Hồ Vạn nguy hiểm thật, hồ vạn thở mạnh, cái chán có mồ hôi, gặp dương ngục ánh mắt cổ quái, lại thật là có chút tức giận. Nếu không phải lão tử trước đó vài ngày mới, thay máu, đã sớm cầm đao dẫn người đem cái này chim giáo phái đánh ngã. Dương ngục vốn là hiếu kỳ đặt câu hỏi, nghe được hồ vạn, lập tức bắt được trọng yếu điểm. Thay máu, người không biết. Đúng, người mới nhập môn hồ vạn lau đi mồ hôi lạnh trên trán nhất thời cũng không muốn nhúc nhích dứt khoát dựa vào tường hơi rừng chúng ta luyện võ mặc kệ là đau thương vẫn là quyền cước nói cho cùng vẫn là xem ai tốc độ nhanh lực lượng lớn nhưng thân thể rèn luyện tới trình độ nhất định lại nghĩ gia tăng liền phải thay máu thay máu nghe hồ vạn dương ngục ánh mắt tỏa sáng lúc này hắn hồi tưởng lại hồ vạn cao to vạm vỡ không giả nhưng kia vương lục cũng là bảy thước hán tử nhưng bị hồ vạn đánh nhi tử giống như hành hung không có sức hoàn thủ mà hồ vạn hai trăm cân thân thể ngụy lão đầu một cái tay liền nhấc lên lúc đương thời một ít giật mình lúc này lại có chút giật mình nguyên lai là thay máu sư huynh như thế nào mới có thể thay máu dương ngục hỏi thăm người muốn đổi máu Người biết thay máu đến ăn bao nhiêu dược liệu. Ta cha giết 30 năm heo ta lại giết hơn 10 năm, liền cái này một lần thay máu, còn kém chút kéo nạn đói, liền ngươi, hồ vạn lắc đầu liên tục. Nghèo văn phú võ, ngươi cho rằng nói một chút mà thôi, dương ngục không nói chuyện, chỉ là nhéo nhéo trong túi cục đá. Không dược liệu, tảng đá đại khái, cũng được. Được rồi, được rồi, những việc này, ngươi vẫn là hỏi lão đầu tử đi, gặp Dương Ngục còn muốn đặt câu hỏi, hồ vạn bỗng cảm giác có chút nhức đầu, khoát khoát tay, liền ra hẻm nhỏ. Thay máu, thay máu. Dương Ngục lật qua lật lại nhai nuốt lấy hai chữ này, trong lòng sinh ra lớn lao chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu đột nhiên tăng mạnh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com ăn một năm tảng đá, Dương Ngục đương nhiên biết tảng đá nuốt vào trong bụng liền sẽ bị bạo thực chi đỉnh hấp thu, cũng sẽ không dừng lại tại trong dạ dày của mình. Sẽ chỉ lưu lại một sợi nhiệt lưu khuếch tán toàn thân, bổ sung thể lực. Nhưng tảng đá đến cùng là tảng đá, cảm giác cực kém không nói, còn coi cuống họng, có thể cam tâm tình nguyện, tất nhiên không phải người là lấy, trong ngày thường dù là biết là vì mở ra bạo thực chi đỉnh, dương ngục trong lòng cũng có rất lớn kháng cự. Nhưng lúc này nằm ở trên giường, hắn mộc nghiêm mặt như ăn giang đậu đồng dạng, rất nhanh liền đem một túi tảng đá ăn thấy đáy. Thẳng ăn toàn thân khô nóng, mới nhắm mắt lại. Ông tương đương quang ảnh biến ảo, dương ngục lại lần nữa đi tới đen ngòm trong đỉnh. Không giống với lần thứ nhất, nhìn xem trên vách đỉnh thanh tiến độ, trong lòng của hắn một mảnh yên ổn, có lớn lao cảm giác an toàn ở trong lòng chảy xuôi. Ngoại giới luyện đao tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng thanh tiến độ, nhìn xem thanh tiến độ sau số lẻ, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Không có trì hoãn thời gian, hắn trực tiếp nhặt lên trong đỉnh duy nhất đồ vật đao gãy, liền bắt đầu chiếu vào trong óc ký ức vung đau. Lại vung đau rất nhanh, hắn liền đắm mình vào trong, quên đi thời gian trôi qua. Dương Ngục phát hiện, có cơ sở về sau, hắn, luyện hóa, trở nên càng nhanh, một đêm cũng chưa tới, hắn đã tỉnh lại. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đối đao gãy luyện hóa đạt đến một phần năm. Lão gia tử quả nhiên không phải cao thủ gì, Dương Ngục mơ mang tỉnh lại, mắt nhìn sắp sáng lên sắc trời, thầm nghĩ lấy ngụy lão đầu nói không kém đao pháp kỹ xảo trên bản chất thật sự chỉ có ổn chuẩn hung ác có lẽ còn muốn thêm cái chữ nhanh không nhanh không chậm lại ăn non nửa túi cục đá dương ngục mới đứng dậy hơi thu thập một chút liền đứng dậy nhóm lửa vo gạo nấu cơm đợi đến sắc trời vừa mới sáng lên cho bà bà thông báo một tiếng liền đứng dậy tiến về nội thành nhà môn chỗ, dương ngục mời nghỉ dài hạn, làm cái thật sớm, tự nhiên là muốn đi ngụy lão đầu chỗ. Chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cẩu một đao, lại một đao. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Màn đêm như xà rông che lên hắc sơn thành, ánh trăng trong sáng như thủy ngân chút xuống đầy đất, chảy vào vạn hộ ngàn nhà. Luyện hóa tiến độ 67 phần 100 cuối cùng nhìn thoáng qua trên vách đỉnh thanh tiến độ dương ngục tâm niệm buông lỏng đã về tới hiện thực liên tiếp mấy lần luyện hóa về sau hắn cũng nắm giữ tùy thời kết thúc luyện hóa khiếu môn không đến mức đem toàn bộ thể lực tiêu hao hoàn tất mới ra ngoài càng về sau tựa hồ càng khó dương ngục thở dài kết thúc một ngày luyện hóa liền ánh trăng đi vào trong viện nghe sát vách bà bà nặng nề hô hấp, Dương Ngục cẩn thận nhấc lên một thùng nước, tưới vào đá mài đau bên trên, cầm đau gãy liền là một cái ma sát. Lão nhân này, ngoan nhân, trách không được hồ vạn dạng này cầu thả hán tử, nhìn thấy hắn tựa như là chuột thấy mèo. Hồi tưởng đến vào ban ngày ngụy lão đầu kia làm người phát lạnh ánh mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Cái này giết cả một đời người lão quái tử thủ, tuyệt đối là hắn làm người hai đời bên trong thấy qua đối nhân mạng lạnh lùng nhất người. Không có cái thứ hai. Tuân thủ luật pháp, Dương Ngục cắn răng, đời trước của hắn 12 năm khổ độc đã là sắp bước vào luật học viện tân sinh, mặc dù còn chưa kịp đi trên một ngày học. Nhưng thực chất bên trong vẫn là cái tuân thủ luật pháp học sinh tốt sàn sạt tương đương đau gãy xẹt qua đá mài đau phát ra trận trận rợn người thanh âm phát dương dân chủ chính khí tiếp tục mài đau chính nhân trước chính mình mài đau ta dương ngục nhịp tim như nổi trống đau đều mài không đủ trôi chảy mài khó chịu hắn dứt khoát đem đau vứt xuống một bên cầm lấy bên chân ban ngày tiện đường mua được rượu kém chất lượng nước liền tảng đá ngửa đầu liền ực một hớp khụ khụ tương đương rượu kém chất lượng dưới nước bụng một cỗ nhiệt khí nương theo lấy chánh choáng liền sông lên mặt ho khan vài tiếng dương ngục lại giơ lên hồ lô rất nhanh liền uống sạch sẽ thật là khó uống a à, vứt bỏ hồ lô nhặt lên đau gãy dương ngục nhìn về phía bầu trời đang có gió nổi lên gợi lên đám mây che khuất mặt trăng trong chốc lát bóng đêm tựa hồ càng tối mấy phần hôm nay, thật hắn sao đen, trùng điệp ở rượu, dương ngục sách đao đứng dậy, lung la lung lay đi tới trong bóng đêm. Ban đêm Hắc Sơn Thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẻ tẻ chó sủa, mèo kêu. Lảo đảo đi tại trong hẻm nhỏ, dương ngục trong lòng một mảnh mờ mịt. Hồi tưởng lại kiếp trước xem qua tiểu thuyết, phim, nhân vật chính một xuyên qua liền cùng biến thành người khác sát phạt quả đoán, trong lòng của hắn liền không khỏi lắc đầu rõ ràng trước đó vẫn là cái ngay cả gà đều không có giết qua người có lẽ có hồ vạn uy hiếp bọn hắn sẽ ngã cờ nghỉ trống dương ngục trong lòng tạp nhạp ý niệm tung bay trong bất chi bất giác đã xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ đi tới ngoại thành khu tây thành lỗ tai dán tại trên cửa trong lúc mơ hồ liền nghe được trận trận rên rỉ cách sân nhỏ hắn nghe được cũng không rõ ràng lại lờ mờ có thể phân biệt ra được người này là vương lục vương lục thật tại hắn nhân tình cái này a à, ngay cả cửa đều không đóng dương ngục trong lòng một bầm kinh ngạc tại ngụy lão đầu tin tức linh thông đồng thời hướng về phía trước một chen tiến sân nhỏ nhẹ điểm nhẹ eo eo muốn đoạn mất vương lục thân thể trần chuồng nằm lì ở trên giường phát chư giới đệ nhất nhân bùi đồ cầu ác quan nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com răng rác lôi xà xẹt qua trời cao mưa rầm rơi xuống một nước xà phòng phục tuổi trẻ bộ khoái từ trong nội viện đi ra, mở ra dù, là thiết tháp cũng giống như trung niên nhân che chắn giọt mưa. Vương đầu, người chết hai người, nam gọi vương lục, là trên đường lưu manh, nữ tên là vương vân hoa, là hắn nhân tình, tuổi trẻ bộ khoái lời ít mà ý nhiều hồi báo tình tiết vụ án. Người hành hung hẳn là có võ công nội tình, nữ bị chặt nghiêng mở cái cổ, nam, bị sau này một đao chặt xuống đầu. Hung khí xác nhận một thanh đoàn đao. Vương Phật Bảo khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời, bước nhanh đi vào trong nội viện, mấy cái bộ khoái thận trọng tìm kiếm lấy manh mối, ngỗ tác ngay tại Nghiệm thi. Vương đầu, hung thủ cực kỳ cẩn thận, tăng thêm cái này mưa đến nhanh, trong nội viện không có dấu vết gì. Gây án người xác nhận cái lão thủ thủ pháp lưu loát, cực kỳ hung tàn. Lại có bộ khoái tiến lên báo cáo trên người người chết bị lật qua lật lại qua, trong phòng cũng mất tế nhuyễn, có lẽ là cầu tài, không? Nhàn nhạt đảo qua trong nội viện, vương Phật bảo chỉ chỉ trong nội viện duy nhất chưa từng bị nước mưa cuốn đi giấu chân, nói. Hùng đồ xác nhận ở chỗ này phát lực phá tan cửa gỗ, coi thân hình, nên hơi có vẻ gầy yếu, võ công nội tình có lẽ có thủ đoạn lại không thế nào cao minh. Mấy cái bộ khoái cũng đều nhìn về phía trong nội viện giấu chân thi thể vết thương nhìn như là đoàn đao tạo thành nhưng hắn hình dạng càng dường như nha môn chế thức yêu đao về phần nhìn xem giống như là đoàn đao nhưng cũng có thể là là vương phật bảo im ngay không nói đáy mắt lại có gợn sóng nổi lên tìm người nhặt xác như không thân bằng liền lấy chương chiếu bọc lấy ném đến tây sơn đưa tay lấy thuộc hạ ô giấy dầu vương phật bảo cũng không nói nhiều quay người liền rời khỏi nơi này đi vào trong mưa gió được lại được bồi lên một chương chiếu tiền. Gặp vương Phật bảo cách khá xa, mấy cái bộ khoái liếc nhau, đều có một ít thịt đau. Trước khi đến bọn hắn đã điều tra rõ ràng. Hai người này một cái quá vợ, một cái quả, mướn người khác sân nhỏ, lại bị người vơ vét một sạch sẽ, chính là có thân bằng, cũng chưa chắc sẽ cho bọn hắn nhặt xác. Đó cũng đều là tiền. Vung đao, vung đao, vung đao bạo thực chi đỉnh bên trong dương ngục toàn vẹn vong ngã một thanh đao gãy vung vẩy kín không kẽ hở hoàn toàn đắm chìm trong luyện đao bên trong phát tiết lấy giết người về sau sợ hãi trong lòng cùng sao động đinh tương đương cũng không biết trải qua bao lâu đợi cho trên vách đỉnh thanh tiến độ lại lần nữa biến hóa hắn mới chậm rãi thu đao lại mở mắt nhìn xem quen thuộc nóc nhà dương ngục có chút sợ run một đêm phát tiết, trong lòng của hắn đã bình phục xuống dưới, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn còn có chút không thích ứng. Đây không phải giết người về sau sợ hãi, mà là một tay đẩy ngã mình kiếp trước 20 năm mới xây dựng thế giới quan mang đến sợ hãi. Mình thế nhưng là cái tuân thủ luật pháp người A. Ngụy Hà, thật chỉ là cái quái tử thủ. Vẫn là nói, giữ nguyên áo ngồi dậy, Dương Ngục vẫn có một ít sợ run hồi tưởng lại ngụy hà đối nhân mạng hời hợt, hắn vẫn là có chút không thể thích ứng. Đông 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 tương đương không nhẹ không nặng tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Tàu tử, có ở nhà không? Là ta, Phật bảo, Phật bảo. Vương bộ đầu, dương ngục trong lòng căng thẳng, sống lưng sao phát lạnh, trên thân không khỏi lên một tầng tinh mịn nổi da gà hắn đến cùng tại nha môn bắt đầu làm việc tự nhiên biết vương Phật bảo. Vị này vương bộ đầu làm người thiết diện vô tình, cầm nã phạm nhân rất có thủ đoạn, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, là hắc Sơn thành nổi danh ác quan. So với vị kia một tháng chưa hẳn thăng một lần đường một huyện phụ mẫu tam xích lưu tên tuổi còn muốn càng lớn một ít. Không phải nói hắn áp giải phạm nhân đi Thanh Châu trên đường bị trọng thương sao? Cái này thuận tiện rồi vừa mới giết người cái này ác quan liền tới nhà, Dương Ngục cũng không nhịn được trong lòng có chút bối rối. Dương bà bà đã mở cửa, xoa xoa tay, tiếp nhận đưa tới rượu thịt. Đến đều tới, mang thứ gì, trời giá rét, tàu tử nhớ kỹ thêm bộ y phục. Vương Phật bảo miễn cưỡng khen tiến cửa sân, cùng Dương bà bà hàn huyên đồng thời, mí mắt vừa nhấc lạnh lùng ánh mắt đã xuyên qua cửa sổ đánh vào Dương Ngục trên thân. Tốt ánh mắt bén nhọn, Dương Ngục trong lòng run lên, trên mặt bất động thần sắc, kỳ thực phía sau lưng lông tơ đều nổ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ đâu? Dương bà bà miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt nhỏ, lại nói chư giới đệ nhất nhân Bùi Đồ cầu thoát thai hoán cốt. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Vương Phật bảo tới lui vội vàng, Dương Ngục lại là thật lâu không cách nào bình phục tâm cảnh. Dương bà bà sát tay đi vào phòng bên trong, có chút giận trách người đứa nhỏ này làm sao không lưu lại vương bộ đầu nơi nào lưu được dương ngục cười miễn cưỡng một ngày bên trong mấy lần thay đổi rất nhanh hắn chỉ cảm thấy thân thể có chút chột dạ thừa dịp bà bà không chú ý ngay cả ăn xong mấy hạt cục đá mới khá hơn một chút lão đầu tử sinh tử chưa biết cũng không biết có thể hay không trở về người một cái tiểu oa nhi không có dựa vào tại nha môn nhưng làm sao ngẩn đến xuống dưới Lão phụ nhân nói liên miên lải nhải, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bà bà Dương Ngục trong lòng ấm áp, nắm chặt lão phụ nhân tay, nói: "Vương Bộ đầu đưa tới chợ cấp, chợ cấp." Lão phụ nhân ngẩn ngơ, cầm túi tiền tay có chút run rẩy. Gặp bà bà lại khó chịu, Dương Ngục vội mở miệng nói sang chuyện khác bà bà vương bộ đầu nói ngoại thành không yên ổn muốn chúng ta dọn đi nội thành dọn nhà lão phụ nhân có chút mờ mịt gật đầu là phải dọn nhà cuối hẻm nhà kia hai huynh đệ cái cùng một chỗ nhiễm bệnh nặng sợ là không qua được mùa hè dương ngục im lặng năm nay qua mới một nửa ngoại thành nhiễm bệnh mà chết người đều muốn so trước kia mấy năm đều nhiều hơn nhiều hồi tưởng lại hôm đó hồ vạn trong lòng của hắn cũng có chút gấp gáp năm nay cảnh là càng phát khó qua lão phụ nhân ảm đạm thở dài kia mưa tạnh ta đi tìm người môi giới thuê cái phòng ở dương ngục cẩn thận từng ly từng tí sợ để bà bà thương tâm lão phụ nhân lớn tuổi thân thể cũng không được khá lắm lại bị kích thích chỉ sợ sẽ có bệnh nghe ngươi lão phụ nhân không hăng hái lắm cái này mưa một chút liền là mới vừa buổi sáng, tới gần giữa trưa thiên tài tạnh, dương ngục qua loa lay mấy ngụm cơm, thăm dò lên bạc đi vào luôn bên trong sân. Tiện tay hất lên, liền cắm sâu như thế. Cái này vương bộ đầu chỉ sợ cũng thay máu cao thủ, dương ngục mệt mỏi một đầu mồ hôi, mới đào mở cứng rắn bùn đất thổ, thấy được chuôi đau tại hạ đau gãy. Trong lòng có chút tắc lưỡi lại một hồi lâu bận rộn đem đau gãy đào lên giặt lúc này mới đi ra ngoài hướng vào phía trong thành đi đến người môi giới chỗ chính là nội thành thậm chí cả hắc sơn thành phồn hoa nhất nam đại đường phố con đường này có chút phồn hoa như là tửu lâu quán trà y quán loại hình công trình đầy đủ mọi thứ đạo bên cạnh quán nhỏ phiến càng là một cái tiếp một cái biển người phun trào là ngoại thành tuyệt không thấy được cảnh tượng thật tốt giống như hai thế giới a à. nhìn xem mặc ngăn nắp người đi đường dương ngục trùng điệp thở ra một hơi trên đường du đãng bắt đầu mấy ngày liên tiếp cố gắng hắn cách triệt để luyện hóa đau gãy cũng đã không xa tới này liền là muốn thử thời vận nhìn có thể hay không tìm tới cái khác nguyên liệu nấu ăn nhiều ngày bên trong tìm tòi hắn đã biết bạo thực chi đỉnh chỗ luyện hóa chỉ là vật thể phía trên lưu lại tinh thần như thế lớn hắc sơn thành vật tương tự không hẳn không có a à. đáng tiếc dương ngục đi dạo hai cái vừa đi vừa về cũng vẫn là không có tìm tới dù là một kiện khả năng tồn tại tinh thần nguyên liệu nấu ăn không khác nam đại đường phố căn bản không có cổ vật đến lộn chỗ ta nên đi bắc đại đường phố dương ngục bất đắc dĩ lắc đầu lơ đãng vừa quay đầu lại vẫn không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người một người mặc áo trắng người cao gầy ngay tại cuối phố lạnh lùng nhìn chăm chú hắn gặp hắn quay đầu lại ẩn vào trong đám người hắn hắn là đang theo dõi ta áo trắng người này là liên sinh giáo người dương ngục trong lòng căng thẳng lại hơi nghi hoặc một chút hắn nhưng từ không trêu chọc qua liên sinh giáo người bọn hắn làm sao lại theo dõi mình đồ tài, mình thân hoàn toàn tài, lão ra tử trợ cấp đối với những người khác xem như con số không nhỏ, nhưng liên sinh giáo nơi nào coi trọng. Cổ quái, cổ quái. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, bước chân dễ ngang, rời người môi giới, cũng không đi bắc đại đường phố, không chút hoang mang đi tới, lại là trực tiếp đi tới ngụy lão đầu hẻm nhỏ. Gõ gõ cánh cửa, chi 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 tương đương, khỉ già vượng tài kêu la mở cửa. Dương Ngục tiến sân nhỏ, hôm nay hết sức quạnh quẽ, trong luyện võ trường không có một ai, chỉ có ngụy lão đầu nằm tại trên ghế xích đu, nửa ngủ nửa tỉnh. Người có biết, lão phu vì sao muốn ngươi đi giết người, còn không bước vào luyện võ tràng, ngụy lão đầu thanh âm liền phiêu phiêu đãng đãng truyền tới. Không biết, Dương Ngục lắc đầu. Nhìn đến, ngươi còn chưa phát hiện, ngụy lão đầu nửa híp mắt, lay động ghế nằm bất luận cái gì một môn võ công được sáng tạo ra đều là người khai sáng vì khắc địch chế thắng thậm chí là vì giết người dương ngục đi vào hai bước nhặt được cái bàn nhỏ ngồi xuống biết mình xem như chân chính quá quan bất luận cái gì một môn võ công đều ẩn chứa người khai sáng tinh thần khí chất hậu nhân học tập trong lúc vô hình liền sẽ cải biến tính cách ngụy lão đầu thanh âm không vội không chậm êm tai nói một năm trước ngươi, khúm núm, chính là đạo bên cạnh chó hoang, ngươi cũng là tuyệt không dám tới gần một bước, mà một năm sau hiện tại, ngươi lại dám đêm giết người. Ở trong đó cải biến, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi uống vào mấy ngụm nước tiểu ngựa hay sao, cải biến tính cách, dương ngục chấn động trong lòng, có chút giật mình. Kiếp trước hắn liền nghe nói qua, lúc đầu hướng nội nhát gan hài tử học được kiện thân, tán đả quyền kích loại hình thủ đoạn, liền sẽ trở nên gan lớn. Lúc này suy nghĩ một chút, không có gì hơn là người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên. Lão phu đời này giết người không ít, sẽ điểm ấy thủ đoạn đương nhiên sẽ không làm sao lương thiện, ngươi xem như cái người kế tục, lão phu không muốn hủy ngươi, cho nên thăm dò một hai thôi. Ngụy Hà duỗi lưng một cái, hững hờ. Dương Ngục trầm mặc một cái chớp mắt mới nói, nhưng nếu là ta bị người phản sát, hoặc là bị bắt nhanh cầm tống giam đâu? Ha ha tương đương, Ngụy Hà ngồi thẳng lên, nhìn Dương Ngục thản nhiên nói. Tự nhiên cùng lão phu không quan hệ, Dương Ngục cười khổ. Nhưng trong lòng thì càng phát ra chắc chắn, cái này Ngụy lão đầu tuyệt không phải người hiền lành. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, Ngụy Hà ngáp một cái. Dương Ngục ổn định lại tâm, hỏi ra trong lòng chuyện muốn biết nhất. Đệ tử muốn biết làm sao có thể thay máu? đã qua cái này liên quan ngươi cũng coi là lão phu đệ tử cũng được liền vì ngươi nói nhiều trên hai câu ngụy lão đầu hơi trầm ngâm vẫy tay một cái tiếng gọi vượng tài kia khỉ già trên tàng cây phát ra chi chi tiếng kêu nhanh như chớp vọt vào trong phòng học võ không có gì hơn luyện chiêu thức rèn luyện thân thể tăng trưởng khí lực nhưng đây rốt cuộc có cực hạn liền xem như hồ vạn như thế miễn cưỡng tính dị bẩm thiên phú khí lực cũng bất quá một đầu châu nước, Ngụy Hà tiếp nhận khỉ già móng vuốt bên trong giấy vàng, tiện tay lắc một cái. Thay máu lại khác, đó là chân chính thoát thai hoán cốt. Qua cái này liên quan, người mới tính võ giả, trong ngoài thành cũng đều có thể pha trộn, thoát thai hoán cốt, dương ngục nghe được ánh mắt tỏa sáng, suy đoán nói. Cái này máu làm như thế nào đổi? Chẳng lẽ lại, là tắm thuốc, không sai, ngụy hà sơ lược hơi kinh ngạc, gật gật đầu bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chạm đến cốt tủy muốn đổi máu tự nhiên muốn dược liệu phụ trợ hoa tương đương dứt lời hắn lắc lắc trong tay giấy vàng đây là thay máu đơn thuốc lão phu ngược lại là có thể cho ngươi một phần nhưng ngươi lại lấy ở đâu tiền tài đi mua dược liệu ăn đất thế nhưng là đổi không thành máu